các bạn đã quay lại với kênh Thỏ Miền Nam. Thì hôm nay mình có dịp mình đi xuống thành thăm cái trại thỏ của chú Út ở ở này đâu chú? Long Định Bình Đại ha. Thì nay mình xin nói cho mấy bạn trên hội, như mấy anh em mới vào nghề và cái cũng với chủ trại mình luôn, là cái vấn đề là chích kích đẻ cho con thỏ. Như thế nào là mình chích là nó phù hợp, và tại sao là mình phải chích kích đẻ ha. Thì mình giờ nói sơ bộ là mình phải hiểu là gì. Tức là khi thỏ nó mang thai đủ ngày, tức là thường là sẽ 30 ngày kể từ ngày phối giống. Thì đặc thù có những con là nó sẽ 31 ngày mới đẻ, tại vì mấy bạn phối vào buổi chiều tối thì sáng ngày mai nó mới thụ thai. Thì nó thực tế nó lố ngày là đúng 30 ngày ha. Nhưng mà mình cứ tính là 30 ngày đi, chẳng mình dễ xử lý. Thì con thỏ sau 30 ngày đó mà nó có cái, nó không có triệu chứng đẻ, nó không có triệu chứng cắn lông quần ổ, mà không có triệu chứng gì hết, nó im nó bình thường hết, thì mình theo dõi chứ mình không chích. Tại vì mình chích vô nó cũng không có tác dụng ha. Rồi mình theo dõi khi nào mà cái con thỏ nái của mình á, mà nó bắt đầu nó ngậm cỏ, nó quần ổ, rồi nó cắn lông nó này nọ ha, là mình theo dõi. Rồi khi mà muốn chích cái kích đẻ này thì cái bước đầu tiên là cũng nhìn cái những cái triệu chứng đó, xong rồi bắt cái con thỏ lên, bắt con thỏ lên dịch cái bộ phận sinh dục nó ra coi nếu mà nó có cái chất nhờn, thì đó là chính xác là cái lúc đó là mình cần phải chích kích đẻ đó ha. Chứ là cái nhất là mình chích như vậy thì con thỏ nó sẽ đẻ chủ động, mình kiểm soát được, chứ ngồi đợi nó đẻ, thí dụ nó đẻ lâu rồi sao mình không lẽ mình ngồi mình đợi hoài. Cái thứ hai nữa là như vậy thì cái con thỏ nó vừa có triệu chứng đẻ mình chích vô thì nó sẽ không gây mất sức. Tại vì con thỏ nếu mà nó đẻ tự nhiên thì cái thời gian cái khoảng đẻ của nó dài lắm, thì nó sẽ gây mất sức cho con thỏ mình. Còn khi mình chích vô chừng khoảng 50 phút đó là nó sẽ đẻ ha. Thì nhưng mà đặc biệt là không phải là muốn chích lúc nào chích nha. Cái nhất là mình phải kiểm tra là đúng ngày. Cái thứ hai nữa là có triệu chứng đẻ thì mới chích đẻ mới được. Rồi cái thứ ba nữa là mình chích cái liều sao. Nếu mà con thỏ nếu mà đúng cái liệu trình á mà nó khoảng ngoài 3 kg thì chích 1 C, dưỡng chích 1 C luôn ha. Thì mà thường mình đây là thỏ ngoài 3 kg hết thì cứ 1 C bụp à. Nhưng mà thường á mấy có những trường hợp mấy anh em trên mạng sẽ hỏi là tại sao mà con thỏ của tôi tới ngày đẻ tôi không thấy nó đẻ, tôi chích vô mà cũng không thấy nó đẻ luôn. Hiện giờ á mấy anh em phải kiểm tra lại là chắc chắn con thỏ nó có thai hay không. Đó đúng là mình phải kiểm tra xem là có thai hay không. Và nếu nó có thai thì nó có triệu chứng đẻ chưa mà anh em chích. Tại vì có triệu chứng đẻ thì cái tử cung của nó co bóp, cái dạ con nó co bóp thì cái cổ dạ con nó sẽ mở ra, thì khi đó mình chích thuốc vô thì nó mới tác động, nó co bóp nhiều hơn thì nó mở rộng hơn thì nó đẻ. Đó là cái cơ chế của nó. Còn nếu giờ nó chưa có triệu chứng đẻ, cái cổ dạ con nó chưa mở ra, nó còn bó như vậy nè, mấy anh em chích vô á, nếu mà con nào mà nó mang thai nhiều á mà nó không, cái cổ dạ con này nó mở không kịp á, mà cái tử cung nó co bóp nhiều quá thì nó sẽ gây vỡ dạ con chết thỏ, nguy hiểm, rất nguy hiểm luôn. Thành ra là cái thuốc kích đẻ này không phải là mình muốn chích lúc nào là mình chích. Tại vì cái này có nhiều anh em hỏi vụ này lắm, hãy chích vô là không đẻ, nhưng mà hỏi mấy anh em lại là cái cách để xác định là thời điểm nào là nên chích, thì mấy anh em không xác định được thì thôi mình đừng chích. Chứ mà chích vô như vậy nó rất là nguy hiểm đó, thành ra mình tự hại mình đó chứ không gì hết trơn á. Thành ra là sẵn bữa nay nói cho mấy bạn mấy anh em trên mạng hiểu, với lại cho chú Út luôn là sẵn là bây giờ chú cũng có mấy con cũng gần đẻ rồi, thì cũng trang bị cái hành trang để mà mình chuẩn bị cái tư thế sẵn sàng. Thì đôi khi thì có những con nó sẽ đẻ bình thường, nó đẻ thuận tự nhiên, thì mình có nên chích hay không ha. Thì câu hỏi đó thì nó cũng rất là thực tế là nếu mà các bạn trường hợp các bạn đã chích kích đẻ cho con thỏ nó đẻ rồi thì sau khi đẻ mình không cần tiêm nữa, tại vì nó có thuốc rồi, nó sẽ tống ra hết. Còn nếu con thỏ mà đẻ thuận tự nhiên mà đẻ sau khi đẻ rồi mà nó ngồi nó buồn, nó không ăn, là bảo đảm mình phải chẩn đoán, mình nghi ngờ ngay là nó sót nhau sót con hoặc là nó có vấn đề gì đó, thì mình phải chích một mũi thuốc kích đẻ vô. Nhưng mà cái mũi đó là bằng phân nửa cái liều bình thường thôi, cái liều mình kích đẻ thôi, nó chỉ nửa C thôi, là mình chích vô để nó tống, lỡ có sót nhau sót con nó tống ra hết ha. Tại vì thường cái cơ chế con thỏ mà cái đặc tính của nó là khi mà nó đẻ xong rồi là nó nhảy ra nó ăn liền, thành ra mình phải để thức ăn cho nó hoặc là nước uống cho nó ha. Ngày xưa mà không có hai cái này là nó xử ấy ha. Rồi thành ra là mình phải kiểm tra cái đó, rồi mình phải chích như vậy là để phòng cái đó. Tại vì nếu mà cái con thỏ sót nhau sót con mà dưỡng không chích ha, mà nó còn giữ ở trong bụng của nó mà nó không đẻ được á, thì nó không có triệu chứng gì hết trơn, nó chỉ có triệu chứng buồn giảm ăn thôi,
rồi khoảng 10 ngày sau nó mới phát triệu chứng lên, là cái triệu chứng nó tới khi đó nó nhiễm trùng máu rồi, mình không trị được nữa, mình không cứu được nữa, nó chỉ có chết thôi. Nó một đó là 10 ngày sau khi đẻ bại liệt đó, là rồi hoặc là 10 ngày sau khi đẻ là tự nhiên buồn bỏ ăn ốm rồi chết, đó là nhiễm trùng sau khi sanh đó, đó cái là tai biến hậu sản á, mình nói vậy đó. Thì cái đó mình để ý, tại vì nhiều anh em nghĩ là nó sẽ bị phổi nó ốm, nhưng mà không phải, tại vì cái con thỏ mà sau khi sanh là mình phải nghĩ ngay đến là vấn đề là đẻ sót nhau sót con liền. Nếu mà nó không sanh mà nó ốm, nó bỏ ăn thì mình mới nghĩ là phổi. Còn nếu mà sau khi sanh mà nó bị vậy, trường hợp vậy là khoảng 10 ngày đổ lại sau khi sanh đó, mà nó bị là mình nghĩ ngay nó sót con liền đó. Hoặc là mình để ý là khi mà nó đẻ xong là nó không có ăn, nó buồn, nó ngồi, nó buồn, nó nằm, nó buồn, nó khó chịu, nó này nọ, thì mình nghĩ ngay liền, chứ mình đừng có để tới mà khi mà nó phát triển triệu chứng. Tại vì con thỏ mà khi mà nó trước khi nó đẻ là mình đã biết con thỏ nó khỏe rồi, mà sau khi đẻ nó có vấn đề là mình nghĩ ngay đến sót nhau sót con nghe, chứ đừng nghĩ tới bệnh khác cao siêu, thì nó chỉ có vấn đề đó thôi nghe. Thì cái hộp thuốc này, cái mình sử dụng kích đẻ nó là oxytocin, cái này thì rất là thông dụng. Nhưng mà mình tại sao á là mình mua cái loại một ống như vậy cho dượng, chứ không có mua cái loại chai 20cc, là bởi vì cái thằng này nó bị oxy hóa, nó là oxytocin. Nếu mà nó lọt gió vô là nó bị oxy hóa, nó mất tác dụng thuốc. Thành ra một ống như vậy á, nó chỉ có 2cc thôi, 2cc thôi. Thì khi mình xài 1cc còn 1cc mình bỏ đi, nó không có nhiều tiền chứ. Nó có hình như 2.000-2.500 diện ống thôi, không có nhiều. Các bạn mua một vỉ như vậy luôn để dành mình xài, chứ mình đừng mua cái chai. Cái chai thì người ta chỉ chích bò hay chích heo gì, người ta chích cái lượng nhiều á, người ta mới mua cái chai ha. Rồi còn cái này mình xài ống, mình bẻ ống nào mình xài ống đó là không sợ thuốc hư. Nhưng mà cẩn thận trong quá trình vận chuyển là nhiều khi nó bể nha. Cái này phải nhẹ tay á, hàng dễ vỡ nhẹ tay đó. Rồi giờ thì cái vấn đề mà đẻ chữa, mà cái thời điểm để mà tiêm kích đẻ thì nó bao gồm, nó chỉ có nhiêu đó thôi. Bây giờ mình nói sơ bộ, vậy mấy bạn có thắc mắc gì nữa, vấn đề chuyên sâu hơn thì cứ bình luận ở bên dưới cái video, hoặc là điện thoại trực tiếp cho mình sẽ hướng dẫn sâu ha. Còn trước mắt thì cái cơ bản là nó như vậy thôi. Mấy anh em chủ yếu là cái thứ nhất là xác định được cái thời điểm để tiêm đúng thời điểm thì nó sẽ đẻ đúng thời điểm thôi, chứ mình đừng tiêm sai thời điểm thì nó đẻ không có được đâu, nó rất là nguy hiểm. Thì cái video mình đến đây là kết thúc ha. Thì cũng xin chào quý vị và các bạn cùng cái bà con nông dân mình ha. Thì xin hẹn bà con nông dân mình trong cái video kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, like và share nếu như các bạn thích, và đừng quên bấm vào nút đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất của bọn mình. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành. We'll be right back.